lái xe ông bị chặn hết được chẳng dâu bao nhiêu đây 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 con bà gì này để ông anh là người trực tiếp số cảnh sát ông đi ra ông cùng ông lấy xe ông chặn ngang nhận nhậu không cho mình đi xuống coi bên bàn đấy đấy này xe để người lắp bên bàn trong đây anh cứ đánh nhá bên người lắp bên bàn ba bên cùng thì cháu này nên nói nhưng nếu mà đây này nếu mà đúng đấy thì không đúng thôi biên bản đi vào máy chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ này hồi 15:50 ngày 16/4/2013 tại đường đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh thành phố Hà Nội công tác tuyến không đón khách biên đội nhất chạy xe không đúng tuyến nhân tình linh tinh vận tải quy định. Lỗi thứ hai không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người điều khiển giao thông. Lỗi thứ ba lạng lách đánh võng trên đường. Lỗi thứ tư là không xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm, nhận tin tuyến kiểm định an toàn kỹ thuật của xe. Không ai không đánh. Lỗi thứ nhất là hai người chỉ đến đây. Lỗi đã đặt. Lỗi thứ nhất là xe không trả tuyến. Này là tạm. Xe không trả tuyến không đón khách. Biển là 7726.